thưa quý vị, sáng mùng 5 tháng 2 năm nhâm dần, nhằm ngày 7 tháng 3 năm 2022 vừa qua, tại Tổ đình Vạn Đức, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Huế Nhật lần thứ 13 của Hòa Thượng Thích Hạnh Thiền, kế thế trụ trì Tổ đình Vạn Đức. Quang Lâm chứng minh, nhân hương tượng niệm có Thượng tòa Thích Như Giáo, Thượng tòa Thích Huệ Pháp, Thượng tòa Thích Hành Minh, Đi trưởng thích nữ giải thiện cùng chư tôn đức tăng ni trong và ngoài thành phố và đạo hữu Phật tử về tham dự. Đồng cầu nguyện giác linh cố hòa thượng cao đăng Phật quốc, cố hòa thượng pháp Danh thị việt tự hành thiền hiệu huệ nghiêm. Đời thứ 42 dòng lâm tế trúc thánh, thế danh là Bùi Quảng, sinh ngày 18 tháng 8 năm canh ngọ 1930 tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ của ngài là cụ ông Bùi Phồn, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Thọ. Ngài là con trai duy nhất trong gia đình có ba người con, truyền thống Phật giáo. Mặc dù sớm hiểu cuộc đời là huyễn mộng, vô thường, nhưng đến tuổi trưởng thành, Ngài vâng lời cha mẹ lập gia đình để nối dõi tông đường. Năm 33 tuổi, năm 1963, duyên lành hội đủ, Ngài đến Tô đình Phước Lâm, Hội An, đảnh lễ cầu xuất gia với Hòa Thượng Thích Như Vạn, được Hòa Thượng Bổn Sư ban cho pháp danh là Thị Việt. Ngài tinh tấn tu học, cũng như lo liệu việc chùa nên chẳng bao lâu được bổn sư cho thọ giới sa di vào năm 1967, rồi thọ cụ túc giới tại giới đàn Vĩnh Gia năm 1970 và được ban cho pháp tự là Hành Thiền. Năm 1975, ngài được suy cử về Tổ đình Vạn Đức trợ giúp cho Thường tọa Thích Hành Trực trụ trì lúc bấy giờ tuổi đã già yếu. Năm 1979, ngài được chư sơn suy cử kế thế trụ trì Tổ đình Vạn Đức sau khi Thường tọa Thích Hành Trực viên tịch năm 1981, sau khi Hòa Thượng Bổn Sư Thích Như Vạn viên tịch, Ngài định lễ cầu Pháp Hòa Thượng Thích Trí Nhãn trụ trì Tổ đình Trúc Thánh làm y chỉ sư và được ban cho pháp hiệu là Huệ Nghiêm. Thuần thế vô thường, Ngài xả báo thân vào lúc 9 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2009 nhằm ngày 6 tháng 2 năm kỷ sửu trụ thế 80 năm, 40 năm Hà Lạp. Trong suốt thời gian hoàn hóa độ sanh, Ngài đã đem hết sức mình phụng sự đạo Pháp, nhất là trùng hưng tổ đình vạn đức từ ngôi cổ tự đơn sơ, nay đã trở thành chốn già lam trang nghiêm với đồ chúng đông đúc và là nơi quy hướng của đạo hữu Phật tử. Một đời tận tâm vì đạo Pháp của Ngài không ngoài mục đích thượng cầu Phật đạo hào hóa chúng sanh. Công đức ấy thật xứng đáng để đàn hậu học lắng lòng suy ngẫm Hôm nay, hòa thượng đã đi vào cõi niết bàn bất sanh, bất diệt, nhưng công hạnh của ngài vẫn luôn là tấm gương sáng, lưu danh trang sử vàng của Phật giáo Đức Quảng và Tô Đình Vạn Đức. Quả thực hoa đàm rụng nhưng vẫn còn hương.